Từ Chính Khê là tài tử Trung Quốc nổi tiếng với các bộ phim Độc Cô Thiên Hạ, Cửu Châu Thiên Không Thành, Trung Tử. Anh cũng được xem là một trong những nam thần cổ trang nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz vào tháng 3 năm nay. 6 tháng sau tuyên bố giải nghệ, nay Từ Chính Khê lần đầu tiên tiết lộ nguyên nhân khiến anh đi đến quyết định rời khỏi làng giải trí. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim nhìn lại con đường sự nghiệp của Từ Chính Khê và nguyên nhân thật sự khiến anh giải nghệ là gì nhé. Đôi nét về Từ Chính Khê. Từ Chính Khê sinh năm 1985, anh sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải. Trước khi vào showbiz, anh từng làm nhân viên văn phòng. Sau đó, Từ Chính Khê bén duyên với nghề người mẫu quảng cáo. Năm 2005, anh tham gia cuộc thi siêu mẫu Trung Quốc toàn cầu và giành được vị trí quán quân. Sau đó anh rẽ hướng sang làm diễn viên và gặt hái được những thành công nhất định. Chập chững gia nhập giới giải trí vào năm 2007, quá trình Từ Chính Khê thể hiện từ các vai diễn nhỏ mờ nhạt cho đến dần lấy được các vai phụ tuyến chính. Thành công tiến lên hàng nam chính đã chứng minh cho khán giả thấy rõ anh là nam diễn viên có cả nhan sắc lẫn tài năng. Trong mắt công chúng, Từ Chính Khê là nam diễn viên có dung mạo trời ban, có diễn xuất linh động đầy mê hoặc. Đặc biệt, anh sở hữu vai phù hợp với thiết lập phản diện, tính cách bá đạo hay cần nét cương nghị, chững chạc. Từ cái nháy mắt, mỉm cười của anh cũng khiến người xem dễ siêu lòng. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Từ Chính Khê từng tham gia nhiều dự án phim như Công Chúa Của Ảnh Đế, Vệ Tử Phu, Chuyện Kể Hoa Lưu Ly. Sau thành công với bộ phim Độc Cô Thiên Hạ và Trùng Tử, Từ Chính Khê tiếp tục gây tiếng vang khi vào vai võ tướng Ngụy Quảng trong bộ phim Truyền Thuyết Phượng Hoàng. Những tác phẩm mới của anh được phát sóng gần đây gồm có Vĩnh An Mộng và Liệt Diễm. Hiện tại vẫn còn một số bộ phim của Từ Chính Khê đang chờ phát sóng, gồm Cẩm Y Dạ Hành, Thủy Long Ngâm, Lưu Thủy Điều Điều và Phong Ảnh Nhiên Mai Hương. Sự nghiệp diễn xuất. Năm 2007, anh ra mắt màn ảnh nhỏ trong bộ phim Hơi Thở Mới Của Tình Yêu, hợp tác cùng Lâm Phong và Trần Di Dung. Tiếp đó, trong bộ phim Tam Thiên Kim Hạ Gia do Đường Yên và Thích Vi thủ vai chính, anh vào vai em trai cùng cha khác mẹ với nam diễn viên Khưu Trạch. Thể hiện một nam phụ si tình, lặng lẽ ở phía sau bảo vệ nữ chính Hạ Thiên Mỹ do Đường Yên thủ vai. Nhân vật người đàn ông ấm áp này đã giúp cho độ nhận diện cái tên Từ Chính Khê dần tăng cao. Sau tác phẩm này, anh và mỹ nhân Đường Yên tiếp tục có nhiều cơ hội hợp tác. Trong Cao Thủ Như Lâm đến Tình Yêu Đã Tỉnh Giấc đều do Đường Yên đảm nhận vai nữ chính với nam chính khác nhau, nhưng nam phụ sinh tình trước sau như một vẫn do Từ Chính Khê đảm nhận. Nhờ các vai diễn này mà dần dần Từ Chính Khê từ một diễn viên vô danh bắt đầu trở thành nam phụ thường thấy trong nhiều phim thần tượng. Anh chàng có thể cho người ta thấy sự thâm tình là như thế nào, mặt khác cũng có thể đảm nhận tốt các vai diễn quyền mưu. Các tác phẩm tiêu biểu trong kho gia tài phim ảnh đồ sộ của mình có Độc Cô Thiên Hạ, Yên Ngữ Phú, Vệ Tử Phu, Cửu Châu Thiên Không Thành phần 2, Công Chúa Của Ảnh Đế, Trọng Tử. Những vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp. Vũ Văn Hộ phim Độc Cô Thiên Hạ. Trong phim cổ trang Độc Cô Thiên Hạ, nhân vật Vũ Văn Hộ do Từ Chính Khê thủ vai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem về cả diện mạo lẫn lối diễn xuất nhập vai trọn vẹn của mình. Vũ Văn Hộ là cháu trai của Vũ Văn Thái, một trong bát đại trụ quốc của triều Tây Ngụy. Trước khi mất vì bệnh, Vũ Văn Thái giao lại quyền lực cho Vũ Văn Hộ để anh tiếp trưởng quốc sự. Sau đó Vũ Văn Hộ nâng đỡ Vũ Văn Giác lên làm hoàng đế, thành lập nhà Bắc Chu. Để đạt được bá nghiệp thiên hạ, trong 3 năm anh đã phế truất 3 vị hoàng đế. Nhưng ngoài vẻ tâm ngoan thủ lạt, anh có một mối tình sâu đậm khắc cốt ghi tâm với Độc Cô Bàn Nhược, trải qua một loạt tháng ngày ngược luyến, tương ái tương sát. Dù chỉ là vai nam phụ, nhưng mối tình si của Vũ Văn Hộ dành cho Độc Cô Bàn Nhược đã lay động được đông đảo khán giả. Vũ Văn Hộ là một thái sư tài hoa, quyền lực và cũng mang trong mình dã tâm bậc nhất, tranh ngôi đoạt vị. Bằng khả năng diễn xuất, Từ Chính Khê đã lột tả được tính cách nhân vật nhiều mâu thuẫn. Ngoại hình mang đậm khí chất của bậc vương giả, mắt phượng mày kiếm cũng giúp Từ Chính Khê được ca ngợi là mỹ nam cổ trang nổi bật của màn ảnh năm nay. Không chỉ bị thu hút bởi ngoại hình, khán giả còn thực sự cảm động trước chuyện tình đau thương, ngang trái của Vũ Văn Hộ với Bàn Nhược. Một người có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giành vị trí cửu ngũ chí tôn như Vũ Văn Hộ, lại vì Bàn Nhược mà thốt lên rằng nếu nàng ấy không ở bên ta, thì ta cần bá nghiệp này để làm gì. Vũ Văn Hộ trước đây giành Giang Sơn vì quyền lực, còn sau này, tranh ngôi đoạt vị cũng chỉ vì thực hiện mong muốn của Bàn Nhược, giúp nàng trở thành hoàng hậu mà thôi. Mối tình si không có kết quả này đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Thậm chí Vũ Văn Hộ và Bàn Nhược còn được bình chọn là cặp đôi được khán giả yêu thích hơn cặp đôi chính Dương Kiên và Độc Cô Già La. Tuyết Cảnh Không, phim Cửu Châu Thiên Không Thành phần 2. Cửu Châu Thiên Không Thành phần 2 là bộ phim cổ trang kỳ ảo với sự tham gia của Từ Chính Khê, Vương Ngọc Văn, Lý Mộc Thần, Vương Tử Kỳ, Sài Cách.
Phim vốn là một phần ngoại truyện được phát triển thêm của Hoa Tư Dẫn Tuyệt Ái Chi Thành năm 2015. Trước đó vào năm 2016, phần 1 Cửu Châu Thiên Không Thành đã phát sóng với sự góp mặt của Quan Hiểu Đồng, Trương Nhược Quân, Cúc Tịnh Y. Cửu Châu Thiên Không Thành phần 2 kể về câu chuyện thời kỳ cổ đại giả tưởng, thế gian có vũ tộc với khả năng bay lượn trên không. Sau khi Phong Nhẫn qua đời, Tứ Hùng khắp nơi nổi dậy và truy lùng tung tích cô con gái có đôi cánh vàng của Phong Thiên Giật và Dịch Phục Linh là Phong Như Triệt, do Vương Ngọc Văn đảm nhận. Nam chính Tuyết Cảnh Không, do Từ Chính Khê thủ vai, là nhà huyền môn vĩ đại nhất Lan Châu. Tuyết Cảnh Không là một người đàn ông giỏi tiết chế tình cảm, luôn luôn nhẹ nhàng, lạnh lùng, khó gần. Còn Phong Như Triệt là một cô gái lớn lên ở một nơi hoang vu và có một cuộc sống gai góc, bụi bặm, tình nghịch. Tuyết Cảnh Không và Phong Như Triệt cùng nhau trải qua bao sóng gió, gian nan, nhờ đó mở ra một mối tình duyên giữa hai người con của hai tộc. Ngụy Quảng, phim truyền thuyết Phượng Hoàng. Lấy bối cảnh thời Đông Lương, phim kể về tình yêu của nàng cung nữ Diệp Ngưng Chi do Hà Hoàng San thủ vai và võ tướng Ngụy Quảng do Từ Chính Khê thủ vai. Họ lần đầu gặp nhau khi Ngụy Quảng đến đưa thư mời đoàn tạp kỷ của Diệp Ngưng Chi vào cung biển diễn mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Diệp Ngưng Chi đã thích Ngụy Quảng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô được anh cứu khi gặp tai nạn trong quá trình biểu diễn. Diệp Ngưng Chi chỉ không ngờ điều mẹ cô lo lắng đã thành sự thật. Trưởng công chúa Bàng Phi che đậy âm mưu của mình, bày cho Diệp Ngưng Chi cách chúc thọ nhưng thực chất sẽ khiến cô phạm vào tội chết. May mắn thay, võ tướng Ngụy Quảng tình cờ biết được sự thật và đã ra tay tương cứu. Lần thứ hai được Ngụy Quảng cứu giúp, Diệp Ngưng Chi nhớ mãi không quên đoạn ân tình với chàng. Hai năm sau, cô vô tình nhập cung trở thành cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Bằng sự nhân ái và tài trí của mình, cô đã giúp đỡ nhiều người thấp cổ bé họng, đứng lên chống lại những kẻ quyền thế. Cũng vì vậy mà cô lọt mắt xanh hoàng hậu và cả hoàng đế cũng bị thu hút. Từ một cung nữ hầu hạ cạnh hoàng hậu, Diệp Ngưng Chi trở thành hiền phi và rồi dần bị cuốn vào những mưu mô tranh quyền đoạt vị trốn thâm cung mà người đứng sau vẫn là trưởng công chúa. Để đập tan âm mưu thâm hiểm, bảo vệ quốc thái dân an, Diệp Ngưng Chi và võ tướng Ngụy Quảng đã sát cánh cùng vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm. Đến cuối cùng, cả hai đã bảo vệ được chính nghĩa, cùng nhau rời khỏi cung cấm để phiêu bạt thế gian. Lạc Âm Phàm, phim trùng tử. Trọng Tử được chuyển thể từ tiểu thuyết Tiên Hiệp Đình Đám cùng tên của tác giả Thục Khách. Tác phẩm này từng khiến nhiều người thổn thức vì mối tình sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp và nội dung hướng đến lẽ phải. Nội dung phim xoay quanh mối tình oan trái giữa hai thầy trò Lạc Âm Phàm do Từ Chính Khê thủ vai và Trọng Tử do Dương Siêu Việt thủ vai. Trọng Tử là cô bé ăn mày từ khi sinh ra đã mang đầy sát khí, sở hữu nhan sắc tài trí vẹn toàn, một lòng muốn tu tiên nhưng vì có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nên đành bất lực. Cô được vị Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm nhận làm đồ đệ, từ đó đem lòng yêu sư phụ để rồi rơi vào bi kịch phải chịu ba kiếp khổ đau. Nam chính Lạc Âm Phàm là một thiên tài của giới tu tiên, sau đó trở thành Trọng Hoa tôn giả từ khi còn rất trẻ. Anh nhận Trọng Tử làm đồ đệ một phần vì thương tiếc cho cô bé dũng cảm thiện lương, một phần để ngăn ngừa khả năng nhập ma của Trọng Tử. Nhưng vì thường xuyên phải suy tính cho tương lai của tiên giới và nhân giới, nên nhiều lần hành động của vị sư phụ khiến Trọng Tử hiểu lầm, dẫn đến ân oán giữa thầy trò kéo dài nhiều kiếp, dày vò lẫn nhau đến thấu tâm can. Hắc Long, phim Liệt Diễm. Đầu năm 2024, màn ảnh Hoa Ngữ bắt đầu trở nên náo nhiệt khi loạt dự án khủng với sự tham gia của các tên tuổi lưu lượng hàng đầu đua nhau trình làng. Trong số đó có Liệt Diễm, Vũ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân thủ vai chính. Bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ bởi dàn diễn viên quy tụ nhiều thần tượng huyền thoại như Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Hà Nhuận Đông, Nghiêm Khoan, Tưởng Hân, Mã Tô. Bộ phim liên tục trở thành chủ đề nóng sốt được đông đảo khán giả thảo luận không thể sôi nổi hơn. Đảm nhận vai trò diễn xuất đặc biệt, nhân vật phản diện Hắc Long của Từ Chính Khê vừa xuất hiện đã thu hút mọi sự chú ý. Trong tạo hình bá chủ ma thần tộc, Từ Chính Khê với mái tóc bạch kim buông xõa tự do, trang phục đầy tà mị, khí thế áp đảo với đôi mắt sắc lẹm như dao cùng thần thái bá khí ngút ngàn. Bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Giữa tháng 3 năm 2024, Từ Chính Khê bất ngờ đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung tạm biệt công việc diễn viên. Cảm ơn sự ủng hộ lâu nay, đã làm phiền mọi người, cảm ơn vì tất cả. Tôi yêu các bạn, trước mắt tôi sẽ hoàn thành những công việc đã nhận. Ngay lập tức, bài đăng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Ít phút sau đó, thông tin Từ Chính Khê tuyên bố rời khỏi showbiz trở thành chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi trên mạng Weibo. Tuyên bố giải nghệ của anh khiến công chúng ngỡ ngàng, nhiều người cảm thấy hết sức tiếc nuối. Giới giải trí Hoa Ngữ quả thật không thiếu diễn viên, nhưng một diễn viên như Từ Chính Khê muốn có thêm lại là bài toán khó. Khán giả cảm thấy tiếc cho Từ Chính Khê thì càng cảm thấy tò mò với lý do hơn. Ngay sau đó,
công chúng lại được một fan bất ngờ, cảm thấy sót khi biết nguyên nhân dẫn đến việc Từ Chính Khê khỏi showbiz có liên quan đến công ty quản lý của anh. Theo một số nguồn thông tin, từ giữa năm 2023, đoàn đội của Từ Chính Khê có sự thay đổi nhân lực rất lớn, anh đang trong quá trình đàm phán với công ty để chấm dứt hợp đồng. Trong quãng thời gian hợp tác hơn 10 năm, Từ Chính Khê liên tục không nhận được thỏa thuận như ý về các dự án tham gia. Anh luôn bị ép vào tình thế bắt buộc phải nhận những vai diễn không phù hợp, thời gian làm việc dày đặc. Không chỉ có vậy, mặc cho anh chấp nhận bồi thường, đáp ứng mọi yêu cầu của công ty để hủy hợp đồng, công ty vẫn ra sức để giữ chân anh không buông tha. Thậm chí, việc công ty sắp xếp công việc đã khiến cho một dự án mà khó khăn lắm Từ Chính Khê mới nhận được thỏa thuận cũng tan thành mây khói. Tuy nhiên, thời điểm đó Từ Chính Khê chỉ giữ im lặng, nguyên nhân thật sự khiến anh rời làn giải trí cũng được giữ kín. Nguyên nhân giải nghệ thật sự. Hơn nửa năm trôi qua, vào ngày 6 tháng 9, Từ Chính Khê lại đăng tải bài viết, ngoài bày tỏ lòng biết ơn đến những người hâm mộ đã ủng hộ mình. Anh cũng tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến anh quyết định rút lui khỏi làng giải trí. Nam tài tử cho biết cha anh mắc bệnh từ 6 năm qua nhưng 2 năm trở lại đây bệnh tình của ông chuyển biến xấu một cách nhanh chóng. Là con trai duy nhất trong gia đình, khoảng thời gian đó là lúc cha anh cần anh nhất, nhưng vì công việc, anh thường xuyên xa nhà. Từ Chính Khê đã nói rằng, anh luôn mong muốn được ở bên cạnh người thân để tận hưởng những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nhưng anh quá vô dụng vì đã không làm điều đó sớm hơn, đợi đến khi cha mình bệnh nặng, anh mới nhận ra rằng điều mình mong muốn là có thời hạn. Chính vì thế anh mới quyết định giải nghệ một cách đột ngột vì nóng lòng muốn được trở về nhà chăm sóc cha mình. Nhân đây, nam tài tử mong mọi người có thể thông cảm với quyết định này của anh. Nam diễn viên cũng cho biết, từ năm 2016 anh đã có ý định rời khỏi giới giải trí, tuy nhiên, chính công ty quản lý đã thuyết phục nam diễn viên ở lại. Hồi tháng 3, Từ Chính Khê cũng khẳng định sau khi hoàn thành các dự án đã ký hợp đồng, nam diễn viên sẽ không tiếp tục đóng phim. Phong Ảnh Nhiên Mai Hương cũng là tác phẩm cuối cùng mà nam diễn viên tham gia. Ngoài ra, trong bài viết của mình, Từ Chính Khê khẳng định xuất thân trong gia đình nghèo khó, từng bước nỗ lực để thành công trong diễn xuất. Trước đó, có thông tin Từ Chính Khê là phú nhị đại như trên mạng đã đồn đoán. Trong nhiều năm tham gia diễn xuất, Từ Chính Khê đã gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt và có vai diễn đa dạng. Cho nên thông tin Từ Chính Khê đột ngột rời ngành giải trí đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ và để lại nhiều tiếc nuối.